Rồi, mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay xin mời cả nhà mình theo mình đến cửa hàng xe máy nhập khẩu Nhất Lâm nữa nha cả nhà. Thì hôm nay mình đến mình quay chiếc Future nha. Thì hôm giờ mình quay quay Thái nhiều rồi, hôm nay mình chiếc quay chiếc Future màu bạc ha. Màu bạc bóng rất là đẹp nè. Để mình giới thiệu cho cả nhà cùng xem và tham khảo ha. Rồi, xin mời cả nhà cùng theo mình ha. Xem hết video mình sẽ báo giá cho cả nhà tham khảo nha. Rồi, cây cận Tết này cái giá nó như thế nào ha. Rồi, thì địa chỉ của cửa hàng xe máy nhập khẩu Nhất Lâm này là cơ sở này là cơ sở thứ hai ha, nằm ở bên đường Nguyễn Tất Thành nha cả nhà. Thì địa chỉ là ở khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Thì số điện thoại là 0916 484 129, một số nữa là 0919099244 ha. Rồi, thì hướng này hướng về đường Nguyễn Sinh Sắc ha. Đầu đường Nguyễn Tất Thành là Nguyễn Sinh Sắc nha. Cắt ngang ha, khoảng 200m nha cả nhà. Rồi, thì đây là ngã tư Lý Thường Kiệt với Nguyễn Tất Thành nha cả nhà ha. Rồi, thì đây có một cái dòng sen nhỏ nè, có cái hình bông sen ha cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà cùng theo mình vào bên trong nha. Rồi, xin mời cả nhà cùng theo mình vào bên trong quay chiếc Future này cả nhà. Đây là nhân vật chính hôm nay đây ha. Rồi, rất là đẹp cả nhà. Mình thấy mình kết luôn á. Rồi, mình chưa có tiền nhưng có tiền là mình mua luôn á cả nhà. Cả nhà ủng hộ mình có nhiều lượt đăng ký để mình xin được bật kiếm tiền, để mình có tiền mình mua chiếc Future mình chạy ha. Thì hiện giờ mình đang chạy với xỉ út cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi, mình quay một vòng cho cả nhà xem ha. Đây chiếc Future màu bạc nè. Rồi, rất là đẹp luôn. Quá. Thì chiếc xe này là ăn khách lắm rồi cả nhà. Người Việt Nam mình thích. Việt Nam mình thích cái chiếc Future này. Cả nhà thấy không biết không? Cái dáng nó đồng thanh đồng thủ á. Nó đồng thanh đồng thủ, nó không nhỏ mà nó không lớn ha. Rồi, thì nó rất là vừa vặn nha cả nhà, nó không nhỏ không lớn. Thì chiếc xe út chiếc quay thì nó nhỏ quá, vừa chờ thì nó vừa, nên nó được lòng người Việt Nam mình, anh em cô chú Việt Nam mình ha. Rồi, thì màu này là màu màu bạc nha cả nhà, màu bạc bóng ha. Rồi, mình vô chi tiết nha cả nhà. Cả nhà xem hết video cuối cùng mình sẽ nói cái giá cho cả nhà tham khảo nha, dịp gần Tết này ha. Với cái màu này ha. Rồi, ở đầu cả nhà thấy rất là đẹp nha. Đẹp hơn quay Thái mới bây giờ cả nhà. Thì em nó có đầu màu đen, đèn led 3 khoang rất là đẹp nha. Toàn bộ là bóng hết nha cả nhà. Bóng hết ha. Bóng. Thì cả nhà biết không, màu bóng thì mình chạy rất là sạch sẽ. Mình rửa một cái nó bóng dữ lắm cả nhà. Nhìn cái xe mình nó sang á. Con người mình cũng sang lên nữa ha. Thì nói thiệt cả nhà, mình thì theo cả nhà không biết sao chứ mình thì mình thích cái màu bóng hơn màu nhám nha cả nhà ha. Thì cả nhà nào thích cái màu bóng thì mình cũng thích cái màu bóng vậy đó, y gan vậy đó, nó bóng mình rửa sạch sẽ nè, nó đẹp nè ha, nó dễ lau chùi nữa ha. Rồi, thì mình vô chi tiết nha cả nhà. Thì mình nói cho cả nhà biết là cửa hàng xe máy nhập khẩu Nhất Lâm là chỉ còn một chiếc Future này là cái màu bóng thôi nha. Tại vì cái màu bóng này á, nó được sản xuất hồi năm 2018-19 gì tới giờ cả nhà. Nên cái màu này rất là độc lạ nha, rất là nó thuộc về muốn là thuộc về cái hàng hiếm nha cả nhà ha. Rồi, thì mình thấy cái màu này là anh em mình đứng tuổi ha, có chừng 30 U30 trở lên thì chạy cái màu bóng này thì rất là đẹp nha cả nhà, rất là vừa vặn và nó nhìn nó hợp ha, nó hợp. Thì chiếc Future thì cả nhà không còn xa lạ gì nữa, thì mình chỉ nói là cái màu bóng này thôi ha, màu bóng này thôi. Rồi, cái màu bóng này thì nó rất là đẹp, mình thích màu bóng này lắm. Rồi, thì đã không còn sản xuất chiếc Future màu bóng này nữa ha, nhưng mà cả nhà yên tâm nha. Mình chạy mà thí dụ có
hư hao gì đó thì mình cứ đến cửa hàng mình sẽ đặt. Mình sẽ đặt cửa hàng sẽ đặt cho mình một cái dàn áo y chang như màu green luôn nha cả nhà. Màu green của mình luôn ha. Nên cả nhà yên tâm nha. Chứ không phải là không còn nữa nha cả nhà. Phải đặt mới có. Thì mình chịu khó mình đợi một thời gian ha. Rồi. Thì nói cho cả nhà hiểu ha. Màu gì cũng có hết cả nhà. Nhưng mà cả nhà phải đặt trước ha. Chứ không có liền được nha cả nhà. Rồi. Tại vì nó đã bỏ mẫu ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì chiếc Future này á, toàn bộ đèn LED hết nha cả nhà. Chỉ có đèn nhan nè. Cái đèn nhan là đèn halogen ánh sáng vàng thôi nha, truyền thống ha. Rồi. Đây là heo dầu Nissin rồi cả nhà. Mâm 5 cây ha. Rất là vừa vặn, rất là đẹp nha. Rồi. Em nó có biến inox mở brome đây nè, rất là sáng bóng nha cả nhà. Gần Tết rồi, mình làm một chiếc chạy ăn Tết cả nhà ơi. Nhìn rất là sạch sẽ ha. Nè, đầu bò nè. Đầu bò em nói nè. Đầu bò thì cũng chất lượng lắm nha cả nhà. Future thì mình thấy cũng chất lượng đó, nhưng mà có cái nó bị hú nha cả nhà. Mình không biết lý do sao hú á. Mình nói này thì nói cho các hãng, nếu mà hãng có nghe được á, thì làm sao mà canh chỉnh làm sao cho cái máy chứ Future nó không hú là rất là ngon nha. Là rất là ok rồi đó, không cần gì nữa hết ha. Rồi. Rồi. Thì em nó có cái bẩn á, cái lườn thì màu đen bóng nha cả nhà. Toàn bộ là bóng hết nha, chứ không có chỗ nào nhám hết đó. Mình thích cái bóng gì lắm. Thì đồng hồ nè. Cũng màu đen bóng ha. Màu đen bóng. Đồng hồ rất là đẹp. Mình thích cái kiểu đồng hồ này lắm ha. Ok. Không biết cả nhà sao ha. Thì mình rất thích cái màu đó. Thì cái cản là màu nhám nha cả nhà. Cái cản mình màu nhám mình cầm rất là ăn tay nha. Rất là bám tay ha. Rồi. Thì một chút nữa mình sẽ báo cái giá cho cả nhà xem tham khảo ha. Chiếc Future Việt Nam mình thì cái gấp rất là vừa nha, không có nhỏ như quay Thái mới ra bây giờ nha cả nhà. Thì gấp cũng gọi là gấp vuông ha. Gấp vuông rất là đẹp. Rất là đẹp và thẩm mỹ nha cả nhà. Đẹp mà còn thẩm mỹ nữa nha. Rồi. Thì mình dỡ cái cốp cho cả nhà xem nha. Đây. Đây là cái cốp của chiếc Future của Việt Nam mình nè. Thấy không? Cũng vừa nè. Vừa chứ không có rộng quá. Vừa. Để đồ rất là vừa vặn. Không lớn mà không nhỏ ha. Rồi. Đây là bình xăng nè. Nắp bình xăng ha. Đây là số sườn ha. Rồi. Thì nó cũng đơn giản hơn cả nhà. Không có gì. Cả nhà không còn xa lạ gì nữa ha. Thì đặc biệt hôm nay mình quay cái màu bóng. Mình xin phép mình đẩy yên lên nha cả nhà. Rồi. Thì có khách vô xem chú Quy Thái cả nhà. Quy Thái ha. Rồi. Thì mình xin nói với cả nhà để cả nhà cùng tham khảo với mình ha. Thì cái chiếc xe này thì cửa hàng xe máy nhập khẩu Đức Lâm đã bao gồm thuế VAT cho mình. Rồi biển số huyện ha. Thì cả nhà đã biết cái giá đó, em nói là tại vì cái màu này là cái màu nó ra lâu rồi nha nhà. Nên nó mắc hơn cả nhà thông cảm ha. Nếu mà có màu mà hiện tại bây giờ á, thì nó cái màu này nó mắc hơn khoảng cỡ 2 triệu mấy 3 triệu nha cả nhà ha. Tại màu này là màu này sản xuất lâu rồi, màu độc ha. Nó chỉ còn có một màu này, một chiếc mẫu này nha cả nhà. Rồi. Thì cửa hàng xe máy nhập khẩu Nhất Lâm đã cho mình thuế VAT biển số huyện là em nó là 39 năm nha cả nhà. 39 năm ha. Thì cái giá này lên xuống theo ngày nha cả nhà. 1-2 triệu ha. Thì cả nhà thông cảm, số điện thoại cửa hàng mà để màn hình, cả nhà cứ gọi cho cửa hàng thì chốt cái giá nó sẽ ổn định hơn ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại trong cả nhà trong video sau nha cả nhà. Thì hẹn gặp lại cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.